Hello, chào mọi người, quay trở lại với channel của mình. Mình là Biểu, quên bên đây. Trong ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách để có được mấy con tướng 17 free, phẩm chất 17. Đây, thì đầu tiên thì chúng ta sẽ tạo nick lại. Sau đó chúng ta sẽ chơi hết hướng dẫn. Chơi hết hướng dẫn đi, chúng ta sẽ tính ra. Anh em có thể tăng tốc phần này bằng cách tải mấy phần mình tăng tốc về nha. Skip vào cái hướng dẫn này. Và tới mạng 2.1 thì chúng ta sẽ đi được hướng dẫn nhanh hơn, và auto lúc đó chúng ta sẽ phải một tí. Sau khi mà chúng ta chơi hết hướng dẫn thì chính thức cho cái trò chơi nhân phẩm của chúng ta rồi, còn cái sự kiện mà login được 200 cụ nên phù hợp cái này thì anh em vào đây rồi code anh em ghi là free full 20. Okay. Chúng ta sẽ được 30 cụm sum, sau đó chúng ta sẽ sum rồi. Cái sự kiện này bây giờ summon này bây giờ nó cho được nhiều tướng hơn anh em, cả những con tướng 17 đây hết chưa. Đây, holy shit, nhiều con ngon quá. Ok, xong luôn. Nếu như anh em không ra tướng 17 thì anh em tạo rất lệ và đập tiếp, làm thế nào khi nào có con tướng tư chất 17 thì đem trên em nhé. Con này 16 thôi, 5 mảnh goli. Ok, không có con nào 17 cả. Bây giờ mình sẽ tạo rít lại và mình xung tiếp cho đến khi nào mà mình có con tư chất 17. Đấy, thì anh em cũng sẽ làm như vậy thôi. Và khi nào mà mình xung được con có tư chất 17 mình sẽ làm video. Mình sẽ làm video về cái tư game này và cũng sẽ tốn một thời gian khá là lâu luôn. Ok. Nếu anh em thích video này thì đừng quên một like, đăng ký kênh để chia sẻ để không bỏ lỡ tiếp theo nha. Chờ đợi mọi người tới clip các bạn sau. Bye bye.